không dây chống ổn đầu tiên trên thế giới. Tai nghe có thời lượng pin dài, đồng thời là mảnh ghép cho hệ sinh thái liền mạch trong mọi hoàn cảnh của Huawei. Sau smartphone, thế giới đang bước vào kỷ nguyên của các thiết bị đeo thông minh cùng kết nối mạng 5G, không chỉ đóng vai trò đầu tàu trong động lực phát triển công nghệ toàn cầu, là nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai toàn cầu. Huawei còn tiên phong xây dựng hệ sinh thái mạnh mẽ của mình, với mục tiêu đem lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng trong mọi hoàn cảnh. Tại Việt Nam, bên cạnh những thành công nhất định ở phân khúc smartphone từ cao cấp đến phổ thông, Huawei đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái của mình. Mở đầu cho bước ngoặt này phải kể đến đồng hồ thông minh Huawei Watch GT2 đã mở bán tại Việt Nam không lâu. Xu hướng tai nghe không dây cũng lên ngôi và dần thay thế tai nghe có dây khi nó đem lại sự thoải mái, gọn gàng và kết nối dễ dàng hơn, không chỉ truyền tải âm thanh, tai nghe còn được bổ sung các công nghệ giúp trải nghiệm này trở nên tuyệt vời hơn, đặc biệt là tính năng khử tiếng ồn chủ động cho phép người dùng tách mình khỏi các âm thanh xung quanh để mang đến không gian riêng. Điểm chung của các mẫu tai nghe ANC trước đây là thiết kế đóng. Cách âm tốt nhưng nhược điểm chung của chúng là tạo cảm giác ngột ngạt, âm thanh bí bách và có thể gây cảm giác khó chịu, u tai cho người dùng trong thời gian dài. Huawei không thỏa hiệp giữa khả năng khử ồn với trải nghiệm của người dùng. Vì thế hãng đã phát triển Freeboost 3, tai nghe ANC EBU đầu tiên trên thế giới có thiết kế open fit. Người dùng chỉ cần gài nhẹ nhàng thiết bị của Huawei lên tai thay vì nhét sâu mang đến sự thoải mái ngay cả khi nghe cường độ cao